Nhô 400 triệu là chị đã có một chiếc sedan C số tự động màu xanh biển Sài Gòn rất là đẹp đây. Trước mắt chị là một chiếc Elantra số tự động sản xuất 2016, động cơ 1.6. Chiếc xe sedan C rất là trẻ trung và cảm giác lái trải nghiệm thì vô cùng tuyệt vời. Đây là một chiếc xe sử dụng động cơ 1.6 số tự động của chị GLS. Được trang bị cho chị như là cụm đèn pha thấu kính, đèn gầm sương mù và giải LED định vị ban ngày. Đó. Em này biển Sài Gòn này chị ạ, Hyundai Elantra. Đó. 2016, 429 triệu biển Sài Gòn và em ăn cũng bao lăn bánh tịch và giá có hỗ trợ thêm về giá cho chị luôn. Đó. Đăng kiểm của đến tháng 4 năm 2024. Đó. Và dàn vỏ này thì chủ xe đã thay mới tinh cho chị rồi. Đó. Chiếc xe này thì cũng không giấu với chị là em ăn đổi một chiếc xe gầm cao cho khách hàng. Đó. Khách hàng để lại em ăn chiếc xe này. Đó. Các tay cửa sẽ là mạ chrome xinh nhan gương tích hợp ở phần gương chiếu hậu. Đó. Một chiếc xe màu xanh rất trẻ trung đúng không ạ? Đây, gầm xe và những cái đường lườn này là nguyên bản không cấn móp và đâm đúc các chị nhé. Cái đấy thì em An có thể là khẳng định và cam kết với chị bằng văn bản bán ra sẽ là bằng văn bản chị ạ. Lốp láp thì siêu dày rồi, mâm đúc nguyên bản, mâm màu xám trì màu đẹp đúng không ạ? Sạch, mâm là G16 chị ạ, Elantra và cực kỳ liền lạc các chị ạ. Em An có thể khẳng định đây là một chiếc xe mà 2016 nhưng mà chất xe đẹp và liền lạc lắm chị, rất liền lạc nhé. Đó, hơi chật một chút để chị thông cảm nha man nhé. Phần đuôi sau vẫn được trang bị cho chị cụm đèn hậu LED 3D này và 4 mắt cảm biến sau. Đó, Elantra siêu ok đúng không ạ? Nhô 4 đồng rồi chị có em xe này rồi, cũng rất là hợp lý. Và Elantra là mẫu xe mà em An đánh giá rất là cao về thiết kế và cảm giác lái tuyệt vời đấy chị ạ. Ghế da đây sẽ là nguyên bản này chị, màu xám này, 4 túi khí an toàn, ghế da này là đục lỗ hết rồi chị nhé, nguyên bản đấy. Bản này sẽ được trang bị điều hòa hai vùng độc lập, 4 túi khí an toàn. Máy lạnh khá là tốt đây, hiện tại thì đang bật máy lạnh anh chị nhá. Máy lạnh khá là sâu luôn. Elantra có lọc không khí đầy đủ hết, màn hình giải trí chỉ đường. Khóa đầy đủ thông minh. Nói chung là option thì miên man rồi. Miên man ở mẫu Elantra là những cái bậc lên xuống này có rồi này. Những cái tab bi này thì đẹp khỏi bàn. Keo chỉ đây chị nhá. Tất cả đây gọi là những chi tiết keo chỉ là em ăn bao cho chị là zin, không mất phần keo phần chỉ nào. Xe thì em đã kiểm tra tất cả các hạng mục rồi mới đưa ra những cái quyết định về chất lượng xe. Elantra 1.6 GLS 2016 số tự động. Nội thất còn mới tinh luôn. Hốc gió điều hòa ghế sau. Nội thất còn đẹp lắm. Những cái bậc lên xuống có sẵn rồi. Ok. Anh chị cứ đến xem xe nhé. Đến xem xe và chạy thử trải nghiệm thực tế. Những bên trong này là những cái lớp lỉ chống vừa chống cách âm tốt hơn này chị này. Những cái lắc keo zin của xe 2016 vẫn còn luôn. Kim tọa đây là chưa sơn lại chị nhé. Lắc keo zin đấy. Phần đuôi sau là 4 mắt cảm biến sau. Hộc bánh là nguyên bản. Xe thì cứ yên tâm về chất lượng. Bên em bán là sẽ viết giấy cam kết chất lượng tuyệt đối cho chị luôn. Biển Sài Gòn nên là bên em sẽ hỗ trợ ra tên chính chủ cho chị về Sài Gòn nhé. Biển Sài Gòn. Anh chị ở Sài Gòn thì không mất tiền biển số 20 triệu rất là khỏe đúng không ạ? Hầm bánh là tuyệt đối là chưa cấn đụng. Các đinh bấm hai bên này cũng là nguyên bản hết này. Đinh bấm hai bên. Keo chỉ đây. Đó. Xe rất là ok chị. Elantra 2016 tự động. Chiếc sedan C màu đẹp đúng không ạ? Màu rất đẹp luôn. Đấy, tất cả là nguyên bản hết. Ok. Đây. Tiếp tục cho chị tham quan phần gầm xe này. Gầm xe đây. Ống xả, ống bô là chưa bị han rỉ đúng không ạ? Gầm bệ cực kỳ là sáng luôn. 2016 1.6 AT. Vừa quay lại vừa có khách hàng đang coi, không sao, cứ quay bình thường. Các góc cảng rất là khít này anh chị này. Góc cảng khít. Xe cũ thì việc sơn dặm nó cũng không thể tránh được, nhưng mà mình nhìn tổng thể một chiếc xe nó còn cứng đẹp liền lạc. Lớp sơn đồng nhất và tuyệt đối là về lỗi thì em An đã cam kết bằng văn bản cho chị rồi. Đã kiểm tra tất cả các hạng mục từ động cơ, hộp số, khung gầm, keo chỉ, bao zin hết cho chị nhá. Xe bán ra em sẽ bảo hành cho chị động cơ và số khoảng nhìn những chiếc xe này thì em An sẽ bảo hành 6 tháng hoặc 5.000 cây số. Những xe đời cao sẽ bảo hành nhiều hơn. Đấy, những cái lắc keo zin này chị này, đây là lắc keo zin mới còn này. Đấy. Và sẽ bao phạt nguội, bao cho chị về pháp lý nhé, bao pháp lý, bao phạt nguội. Nói chung là xe sẽ đủ điều kiện để chị rút hồ sơ ra tên chính chủ. Và xe thì em An sẽ rút hồ sơ. Xe đẹp lên là khỏi bàn đấy chị ạ. Gương kính chỉnh điện này. Elantra thì có bị nhược điểm nhất ở cái khu vực tay cầm đây chị này. Theo thời gian nó hơi bị lão hóa, nó sẽ bị giống như nó bị bong. Đây là cái gần như các mẫu Elantra đời này là bị đó. Ghế đây, ghế chị thấy không ạ? Một chiếc xe đi cũng khá là ít, đây là ghế này.
cực kỳ là căng, ghế căng đẹp lắm anh chị. Đấy. Vô lăng sẽ là vô lăng tích hợp nhé, vô lăng ba chấu bọc da tích hợp. Ô đô hiện tại đang 41.000, em ăn mua ngay chủ và ô đô này là không tua chị nhá, em ăn khẳng định đây là ô đô không tua. Còn số km thì em ăn thấy là rất là đúng với chất xe. Cửa sổ trời ở bên trên, cửa sổ trời đây, rất là xịn sò rồi, đầy đủ đồ chơi. Trong cái tầm giá này là chị, thay vì chúng ta mua những chiếc hạng B đời cao hơn chút thì chúng ta mua được một chiếc hạng C, xe còn đẹp, xe còn đẹp, chất lượng nhô 4 đồng là chị có đồ. 429 em ăn sẽ hỗ trợ lăn bánh chính chủ cho anh chị nhé, lăn bánh ra tên chính chủ luôn. Động cơ 1.6 và tất cả những chi tiết ốc chân máy hay là ốc dây Kuroa này chưa ra này, tăng đưa dây Kuroa chưa tháo luôn. Mặt máy là nguyên bản hết chưa. Đây, tất cả đinh bấm zin từ trong nhà máy ra hết là nguyên bản hết đây. Logo đây. Ốc cabo cũng là nguyên bản nhé, chưa tháo mở nha chị. Đây, keo chỉ đây. 2016 số tự động. Hiện tại thì đang lăn bánh 41.000 km. Xe thì chị có thể quan sát cho em ăn nhé. Quay rất là kỹ để chị thấy được cái chất lượng sản phẩm nhé em ăn. Máy là zin nguyên bản này. Chưa động chạm, chưa tháo ra luôn. Zin nguyên bản này. ABS đầy đủ hết. Rồi, 429 triệu em ăn sẽ bao tên. Còn việc mà anh chị tự ra tên thì em ăn sẽ bớt cho anh chị để chị về tự ra tên chị nhé. Và cảm ơn chị đã quan tâm theo dõi video của em ăn. Xin gặp lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Xin chào.